Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Nga dồn dập tấn công, chiếm được quận then chốt trong thành trì Chasovia. Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine sau năm 2024. Ukraine tuyên bố không thỏa hiệp về lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Nhà Trắng trước sức ép để Ukraine dùng vũ khí vượt làn danh đỏ tấn công Nga. Được phương Tây cởi trói, Ukraine tìm cách đưa Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ là tin chi tiết. Vừa qua, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã chiếm được một quận quan trọng ở thị trấn Chasovia chiến lược gần Bakhmut, thuộc phía đông Ukraine, nơi Moscow đã tiến công qua nhiều tháng qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát quận Novi thuộc Chasovia, nhưng hiện chưa rõ liệu các lực lượng của Moscow đã vượt được một kênh đào chạy qua khu vực phía đông của thị trấn hay chưa. Việc giành được Chasovia sẽ dọn đường cho Nga tiến về phía các thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Việc Nga chiếm được quận Novi cũng được blog quân sự Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine đưa tin. Deep State cho biết khu vực này đã bị săn phẳng bởi các cuộc ném bom của Nga và việc rút quân là một quyết định hợp lý dù khó khăn. Hiện chưa có phản ứng từ các quan chức ở Kiev. Ruben Sarukhania, một binh lính thuộc lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine nhận định, "Chúng tôi đang hy vọng các đối tác Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí để các binh lính không phải hy sinh mạng sống của mình. Cuộc tấn công của Nga vào Dnipro đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev tăng cường hệ thống phòng không và cung cấp thêm vũ khí tầm xa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Các lực lượng của Moscow đã nhắm vào Dnipro và khu vực xung quanh liên tục kể từ khi cuộc xung đột nổ ra cách đây 2 năm rưỡi. Mới đây, phòng không Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV và 5 trong số 7 tên lửa của Nga nhằm vào khu vực này. Các chuyên gia Nga được cho là đã phân tích toàn bộ cấu trúc phức tạp của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS của quân đội Mỹ và điều này có thể tác động đáng kể đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hãng truyền thông Nga RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia vũ khí giấu tên cho biết cấu trúc của tên lửa ATACMS đã được phân tích đầy đủ và toàn bộ bí mật về chức năng của tên lửa cũng được khám phá. Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine phiên bản tầm trung của tên lửa ATACMS vào mùa thu năm 2023. Còn phiên bản tầm xa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa tới 300 km đã được chuyển giao vào tháng 4 năm 2024. Kể từ khi được triển khai, tên lửa ATACMS đã phát huy hiệu quả, nhắm mục tiêu và phá hủy nhiều tài sản quan trọng của Nga, trong đó có các trung tâm hậu cần và hệ thống phòng thủ tiên tiến như S-400. Hiện Nga đang bắt đầu nghiên cứu sâu về loại vũ khí này nhằm khám phá những khả năng quan trọng của ATACMS và các biện pháp tiềm năng để đối phó với nó. Hôm ngày 2 tháng 7, truyền thông Nga đưa tin các chuyên gia của nước này đã kiểm tra đầy đủ ngòi nổ phức tạp và đa thành phần của tên lửa, đồng thời lần đầu đăng tải một đoạn video cho thấy cấu trúc bên trong của ATACMS. Một chuyên gia giấu tên giải thích, đầu đạn được phát triển cho tên lửa chống hạm, sau đó được lắp đặt cho ATACMS. Chúng tôi đã vô hiệu hóa ngòi nổ cùng với kíp nổ trung gian được gắn vào đó. Ông giải thích thêm, bộ phận chính của tên lửa sau khi được mổ xẻ sẽ tiết lộ một cơ chế phức tạp và có khả năng điều chỉnh sự cài đặt để phù hợp với yêu cầu của các nhiệm vụ. Theo ông, ngòi nổ được đặt ở vị trí sẵn sàng kích hoạt, đánh dấu bằng chữ A, rất dễ quan sát. Nó sử dụng cơ chế lắc tầm xa với một con lắc, có thể di chuyển được và tự kích hoạt sau một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, ở phần bên trong còn có một trục quay có chức năng đóng mạch bên trong ngòi nổ. Họ đã lắp đặt 4 mồi nổ. Cách thức chính để khởi động cơ chế là sử dụng các phần tử từ tính. Chuyên gia này giải thích. Thiết kế phức tạp đó nhằm đảm bảo tên lửa được sử dụng một cách an toàn. Các chuyên gia Nga đã nghiên cứu kỹ lưỡng ngòi nổ. Một chuyên gia vũ khí khẳng định, chúng tôi đã giải mã toàn bộ và không để sót một bí mật nào. Ngoài ngòi nổ, các chuyên gia vũ khí của Nga đã lần đầu tiên truy cập vào hệ thống điều chỉnh và hướng dẫn bay của tên lửa ATACMS. Các đầu đạn của tên lửa có hệ thống dẫn đường cùng với 3 con quay hồi chuyển laser vòng, giúp tên lửa di chuyển theo quỹ đạo chính xác. Hệ thống dẫn đường được trang bị anten GPS có chức năng điều chỉnh quỹ đạo của tên lửa ở đầu và cuối hành trình. Bên cạnh những thông tin nêu trên, mảnh vỡ của tên lửa ATACMS cũng có thể cung cấp những thông tin khác như ưu và nhược điểm của quả tên lửa, thành phần nhiên liệu trong động cơ đẩy và cách cánh lái hoạt động.
Việc khám phá chi tiết các bộ phận của tên lửa ATACMS có khả năng giúp Nga làm thay đổi cục diện chiến trường, đồng thời cung cấp cho họ kiến thức cần thiết để chống lại một trong những vũ khí tầm xa hiệu quả nhất của Ukraine. Các chuyên gia Nga tin rằng việc nghiên cứu tên lửa sẽ cho phép họ xác định được những khả năng quan trọng của nó. Chẳng hạn, quá trình phân tích khả năng cơ động của ATACMS sẽ giúp Moscow xác định được những quả tên lửa phòng không nào để nó có thể né tránh và tên lửa nào nó không thể đối phó. Nghiên cứu nêu trên cũng có thể cung cấp cho Nga sự hiểu biết sâu sắc về độ chính xác của tên lửa, cũng như xác định liệu biện pháp gây nhiễu điện tử có hiệu quả trong việc đối phó hay không. Hiểu về các khía cạnh này, Nga có thể tìm cách thay đổi hiệu suất của ATACMS, khiến tên lửa không thể tiếp cận mục tiêu đã định. Phát biểu với truyền thông, ông Viktor Litokhin, cựu đại tá quân đội Nga, đồng thời là nhà phân tích quân sự cho biết, trước hết, các nhà thiết kế Nga sẽ phân tích toàn bộ dữ liệu để xem tên lửa này sẽ bay như thế nào, hướng tới mục tiêu ra sao, một khi nó đã được dẫn đường bằng GPS, vệ tinh hay máy bay không người lái hạng nặng, họ sẽ tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của tên lửa. Sau khi phân tích tình hình, các chuyên gia Nga có thể đưa ra khuyến nghị cho quân đội về chiến thuật đánh chặn quả đạn hiệu quả bằng hệ thống phòng không hoặc cải thiện khả năng tác chiến điện tử gây nhiễu hệ thống dẫn đường của tên lửa. Họ có thể tư vấn về các phương pháp làm gián đoạn liên lạc của tên lửa hoặc vô hiệu hóa GPS của nó. Ông Viktor Litokhin lưu ý, việc mổ xẻ tên lửa ATACMS sẽ cho phép quân đội Nga phát hiện các bãi phóng và vị trí tên lửa nhanh hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng phương Tây nên công nhận tính ưu việt của vũ khí và các biện pháp đối phó với Nga. Phương Tây nên thừa nhận rằng mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Vũ khí và các biện pháp đối phó của Nga hiệu quả hơn nhiều so với xe tăng, tên lửa và pháo của họ. Đây là tín hiệu gửi tới toàn thế giới nói chung và phương Tây nói riêng rằng vũ khí của phương Tây không thể sánh được với sản phẩm của Nga. Ông Viktor Litokhin nhấn mạnh. Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. На протяжении последних нескольких лет идет очень, на мой взгляд, слаженная. Theo ông Alexander Novak, quá trình vận chuyển khí đốt trong tương lai phụ thuộc vào việc Ukraine có muốn tiếp tục thỏa thuận hay không. Thỏa thuận có thời hiệu 5 năm này cũng là thỏa thuận thương mại và chính trị duy nhất còn lại giữa Nga và Ukraine. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu đã giảm mạnh sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra năm 2022. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine cho biết nước này không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận hay ký một thỏa thuận khác. Hãng tin Reuters của Anh hồi tháng trước dẫn một nguồn tin cho biết Liên minh châu Âu đã liên hệ với Azerbaijan nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt tiếp tục qua Ukraine sau khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine kết thúc trong năm nay. Trong khi EU đã cắt giảm phần lớn lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, một số nước Trung Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga đi qua Ukraine. Ukraine tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về các giá trị rất quan trọng như độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền để chấm dứt xung đột với Nga. Ukraine sẽ không thỏa hiệp các giá trị hoặc toàn vẹn lãnh thổ của mình để chấm dứt xung đột với Nga. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak nói với các phóng viên hôm ngày 3 tháng 7 khi bình luận về những tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông đắc cử. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về kế hoạch thực hiện điều đó. Hai cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Trump gần đây cũng đề xuất kế hoạch sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Kiev đồng ý tổ chức đàm phán hòa bình với Nga. Politico dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay, ông Trump cũng được cho là đang xem xét khả năng thực hiện một thỏa thuận với Nga để ngăn chặn một số quốc gia, bao gồm Ukraine và Georgia, gia nhập NATO trong tương lai. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các giá trị quan trọng, về độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, ông Yermak nhấn mạnh trong chuyến thăm Washington. Ông Yermak cho hay, nếu ông Trump đắc cử Tổng thống, Ukraine sẽ vận động hành lang với chính quyền mới của Mỹ để Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev. Ông cũng nhấn mạnh thêm, Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Washington và theo các cuộc thăm dò dư luận, người Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine sau hơn 2 năm xung đột. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News của Anh ngày 2 tháng 7, khi được hỏi
liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đàm phán giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ hay không? Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelly nói rằng rất khó. Trước hết, ông ấy cần trở thành Tổng thống. Thứ hai, cần phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện điều này, và điều đó phụ thuộc vào loại điều khoản nào sẽ được thực hiện. Hiện nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dự thảo thỏa thuận gần như đã được ký kết giữa Nga và Ukraine vào đầu năm 2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó có lẽ là một nền tảng tốt. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả ông Donald Trump, nên suy nghĩ thực tế về tình hình thực địa, ông Kelly nói. Ông Kelly cũng cho hay Nga sẽ không dừng các cuộc tấn công, ngay cả khi các cuộc đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine được tiến hành. Chúng tôi đang tiến công. Thật sai lầm khi nghĩ rằng có sự bế tắc ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Không có sự đóng băng nào cả. Chúng tôi đang tiến công và đang giành được lợi thế, ông Kelly nhấn mạnh. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày 2 tháng 7, một số nghị sĩ cấp cao trong Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế áp lên Ukraine về việc sử dụng các vũ khí tầm xa do Washington cung cấp. Hồi tháng 5 năm 2024, chính quyền Tổng thống Biden thông báo Washington sẽ không để các lực lượng của Kiev phóng vũ khí của nước này vào lãnh thổ Nga, mà chỉ giới hạn sử dụng chúng ở một số vị trí gần khu vực Kharkov. Tấn công vào lãnh thổ Nga là một lằn ranh đỏ với Washington kể từ khi xung đột nổ ra, bởi Nhà Trắng lo ngại rằng Điện Kremlin sẽ coi đây là cái cớ để leo thang. Phép thử cho sự thay đổi này là các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga gây tổn thất đáng kể cho Ukraine. Dù vậy, việc chính quyền Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công một khu vực hạn chế là minh chứng khác cho thấy sự đảo ngược quyết định của Washington sau một số trường hợp tương tự trước đó. Chuyên gia George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói rằng hướng tiếp cận tháo hoàn toàn găng tay để thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên qua biên giới thực sự có thể thay đổi cuộc xung đột. Không mấy bất ngờ khi Kiev và nhiều nước phương Tây như Anh, Thụy Điển, Ba Lan và các nước Baltic và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hối thúc Mỹ dỡ bỏ những hạn chế hiện nay và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Trong phiên điều trần ngày 2 tháng 7 theo giờ Mỹ, ngày càng nhiều nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc cho phép Ukraine tự do chiến đấu khi cần. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Joe Wilson cho rằng Nga đã tính toán chính xác khoảng cách để tấn công Ukraine từ lãnh thổ của mình để Ukraine không thể đáp trả. Ông Wilson nhấn mạnh, việc kêu gọi dỡ bỏ tất cả lệnh hạn chế về vũ khí Mỹ sử dụng ở Ukraine được cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ủng hộ, đồng thời cho rằng những đe dọa leo thang căng thẳng của Nga chỉ là nói suông. Gregory Mix, thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại, cũng tuyên bố ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế về vũ khí cho các lực lượng của Ukraine. Những tuyên bố của Nga vào tháng 9 năm 2022 cho thấy việc cung cấp các vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ vượt làn ranh đỏ bởi tầm bắn của chúng cho phép Kiev tấn công Moscow. Một số quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra học thuyết quân sự của Nga, đặc biệt liên quan đến cái gọi là rủi ro hiện hữu. Theo đó nói rằng, việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy có thể buộc Nga phải đáp trả hạt nhân hoặc thúc đẩy nước này tấn công các nước NATO. Từ mùa thu năm 2023, các báo cáo cho thấy Mỹ đã có thể thay đổi tính toán và cung cấp số lượng nhỏ các tên lửa tầm xa một cách bí mật, bất chấp thực tế Nhà Trắng trước đó nói rằng Washington không có đủ tên lửa. Vào thời điểm đó, các nhà quan sát và thậm chí một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy Mỹ cung cấp tên lửa vì chúng cho phép Ukraine chiếm các vị trí cơ sở của Nga. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Thomas Kean phát biểu tại phiên điều trần ngày 2 tháng 7 năm 2024 rằng chính quyền Tổng thống Biden chỉ đang thực hiện các biện pháp nửa vời đối với thay đổi hiện tại về mặt chính sách trong việc Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông Kean cũng yêu cầu lời giải thích về việc tại sao Nhà Trắng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS có tầm bắn 300 km nhưng lại hạn chế sử dụng vũ khí này trong phạm vi 100 km tính từ biên giới. Ông đặt câu hỏi, có bao nhiêu căn cứ không quân của Nga nằm trong tầm bắn của ATACMS? Trợ lý Bộ Quốc phòng về vấn đề châu Âu James O'Brien đã trả lời rằng nếu Nga cố gắng mở rộng tiền tuyến, Ukraine sẽ được phép khai hỏa ở khoảng cách xa hơn. Ông cũng nói thêm rằng, thậm chí với hạn chế hiện tại, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Nga do tổn thất trong khu vực nằm trong tầm khai hỏa của Ukraine. Vào đầu tháng 6, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Hạ viện,
đã viết thư kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa ATACMS của Ukraine, cũng như các vũ khí tầm xa khác do Mỹ cung cấp. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết yêu cầu Kiev đầu hàng là điều không thể chấp nhận được đối với Berlin, và Berlin không ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào khiến Kiev phải thừa nhận thất bại. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin không ủng hộ bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào khiến Kiev phải thừa nhận thất bại. Khi trả lời câu hỏi của các thành viên Quốc hội về sự tham gia của Đức vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và khả năng ngừng bắn, ông Scholz nói, theo quan điểm của tôi, lệnh ngừng bắn liên quan đến việc Ukraine đầu hàng là lệnh mà chúng ta, với tư cách là nước Đức, không bao giờ được ủng hộ. Thủ tướng Đức lập luận rằng các điều khoản ngừng bắn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng, gọi Moscow là kẻ hoài nghi và không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột. Ông Putin chỉ nói về các cuộc đàm phán hòa bình để tiếp tục chiến tranh. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra, ông Scholz nói. Tháng trước, Tổng thống Nga nêu ra một số điều kiện trước khi các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine có thể bắt đầu. Ông Putin cho biết Moscow sẽ ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức khi Kiev rút quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sắp nhập vào và Kiev không còn muốn gia nhập vào NATO nữa. Theo đó, việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa chính phủ Ukraine cũng sẽ phải diễn ra trước khi có thể đạt được hòa bình. Ông Scholz cũng được yêu cầu đảm bảo rằng Đức sẽ không trở thành một bên tham chiến. Berlin là nhà viện trợ lớn nhất của EU dành cho Ukraine, nhưng cho rằng điều này không khiến Đức trở thành bên tham gia vào các cuộc chiến. Vâng, tôi đưa ra lời đảm bảo này, ông Scholz nói, là thủ tướng. Tôi ủng hộ điều đó. Liên minh cầm quyền của Đức đã bị lung lay bởi kết quả trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng trước, dẫn đến suy đoán rằng ông Scholz có thể phải từ chức trong tương lai gần. Thủ tướng thừa nhận rằng, nhiều người không đồng ý với việc tôi ủng hộ Ukraine và lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng từ chối thay đổi chính sách của mình. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đề xuất lệnh ngừng bắn nhanh chóng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào đầu tuần này, nhưng cho biết nhà lãnh đạo Ukraine cũng không thích điều đó lắm. Ukraine từng nói rằng việc thiếu vũ khí và đạn dược cũng như không được tấn công vào lãnh thổ Nga khiến nước này phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Giữa bối cảnh phương Tây hiện đang nới lỏng các hạn chế, Kiev đang tìm cách đưa Moscow vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vào cuối tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo một thay đổi chính sách lớn. Mỹ sẽ để các lực lượng của Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, mặc dù chỉ quanh một khu vực ở phía Đông Bắc. Điều này từ lâu đã từng là một lằn ranh đỏ trong sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine bởi lo ngại xung đột mở rộng. Nhưng chỉ sau một vài ngày, Ukraine cho rằng điều đó là chưa đủ. Liệu điều đó có đủ hay không? Câu trả lời là không. Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Singapore vài tiếng sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Bình luận này chỉ là một lát cắt trong thách thức dài hạn của Mỹ. Trong nỗ lực tránh leo thang, chính quyền ông Biden đã từ chối cung cấp một số vũ khí mà Ukraine yêu cầu và chỉ sau đó mới thay đổi quyết định. Kết quả là một chính sách luôn thay đổi thường khiến Ukraine không hài lòng khi tại sao phải chấp nhận một thay đổi đối với các quy tắc, trong khi có thể thúc đẩy một chính sách khác nới lỏng chúng hơn. Minh chứng mới nhất và có lẽ là quan trọng nhất của tình trạng này là các cuộc tấn công xuyên biên giới. Quyền tấn công hạn chế mà Nhà Trắng trao cho Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga đang mở rộng. Nếu điều này tiếp tục, các nhà phân tích cho rằng nó có thể tạo ra tác động thực sự cho cuộc xung đột. Điều này thực sự có thể thay đổi cuộc xung đột. George Barros, người đứng đầu nhóm tình báo không gian địa lý và là học giả chuyên nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nhận định. Hai tuần sau bình luận của ông Zelensky, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết chính sách này có thể đang đi theo hướng đó. Bên lề cuộc họp hồi tháng 6 tại trụ sở của NATO ở Bruxelles, quan chức này đã liệt kê những ví dụ về điều Ukraine mong muốn và Mỹ đã thay đổi quyết định từ chiến đấu cơ cho đến tên lửa tầm xa và việc tấn công vào lãnh thổ Nga. Nếu nhìn lại diễn biến cuộc xung đột, bạn có thể thấy một số khía cạnh mà chúng ta do dự nhưng sau này đã thực hiện chúng. Vì thế, đừng bao giờ nói không bao giờ. Một quan chức giấu tên nhận định về chính sách của Lầu Năm Góc. Con đường dẫn đến sự thay đổi chính sách hồi cuối tháng 5 bắt đầu vài tuần trước những bình luận của ông Zelensky ở Singapore.
Đầu tháng 5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Không giống như các khu vực đô thị lớn khác, Kharkov nằm gần biên giới Nga khi chỉ cách khoảng 32 km. Do những hạn chế trong cách Ukraine có thể sử dụng các vũ khí phương Tây, Nga có thể tấn công bên kia biên giới mà không bị đáp trả đáng kể. Chúng ta có thể nhìn vào bản đồ và thấy rằng Nga đang tập hợp ngay bên kia biên giới để tấn công vào Ukraine, một quan chức quốc phòng Mỹ nói. Ukraine yêu cầu các phương tiện tấn công vào Nga, điều mà Mỹ cuối cùng đã thông qua sau khi một số đối tác châu Âu công khai ủng hộ đề nghị này. Tuy nhiên, nó sẽ bị hạn chế, đó là Ukraine chỉ có thể tấn công bằng các vũ khí như pháo phản lực HIMARS với tầm bắn 70 km dọc biên giới để tự vệ quanh Kharkov. Nước này không được khai hỏa các vũ khí khác do Mỹ cung cấp như tên lửa tầm xa ATACMS với tầm bắn 300 km nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong nước Nga. Trong vài tuần sau khi Mỹ có sự điều chỉnh về chính sách nhằm đảm bảo Ukraine có một tiền tuyến ổn định hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nhận định: "Điều tôi thấy là các cuộc tiến công của Nga đã chậm lại và một phần tiền tuyến ổn định." Một số nhà phân tích hoài nghi về đánh giá trên. Michael Kopman, học giả nghiên cứu về cuộc xung đột ở Ukraine tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho rằng, vào lúc chính sách của Mỹ thay đổi, Nga bắt đầu mất đà tiến công. Ông cho rằng cuộc tấn công của Nga đã lên đến đỉnh điểm trước khi thay đổi chính sách có hiệu lực. Điều đó không có nghĩa là việc chấp thuận tấn công vào Nga là vô ích. Theo chuyên gia Barros, vấn đề là cần tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo chính sách hiện tại, các lực lượng của Nga sẽ phải dàn lực lượng ra xa hơn để tránh trở thành mục tiêu. Điều đó khiến việc phát động các cuộc tấn công mới trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, ông Barros đã nhận định với Defense News rằng đó là một lợi ích hạn chế. Về lâu dài, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn, chuyên gia này cho hay. Một số quan chức trong và ngoài nước Mỹ đã thúc đẩy việc chấm dứt những hạn chế còn lại, trong đó có Tổng thư ký NATO. Ngay trước cuộc họp hồi tháng 6 ở Brussels, ông Jens Stoltenberg đã nêu ra hai điểm về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Đầu tiên, do biên giới và tiền tuyến quá gần Kharkov, nên Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc tự vệ nếu không được tấn công vào Nga. Thứ hai, gánh nặng tránh leo thang xung đột không nên dồn hết lên vai Ukraine. Theo ông, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, một phần của quyền tự vệ, và chúng ta có quyền hỗ trợ họ tự vệ. Các thành viên trong Quốc hội Mỹ, trong đó có những nhân vật nổi bật của Đảng Dân Chủ, đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden nới lỏng các hạn chế đối với Ukraine. Nhiều đối tác châu Âu cũng tham gia cùng họ. Nga đang tổ chức các cuộc tấn công từ lãnh thổ của mình, và chúng ta thì áp hạn chế lên Ukraine. Điều này thật vô nghĩa. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Kasiunas nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Defense News. Tuy nhiên, dựa trên một vài thông báo gần đây từ các quan chức Mỹ, hiện vẫn chưa rõ những giới hạn đó là gì. Khi được yêu cầu làm rõ chính sách của Mỹ về các cuộc tấn công vào Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đang phát biểu ở Brussels đã dừng lại và mở một tờ ghi chú được chuẩn bị trước. Ông liệt kê một vài điểm thảo luận mà chính quyền Mỹ đã sử dụng khi trao đổi về chính sách này, như hạn chế, mục tiêu quân sự, ngay bên kia biên giới. Không có nhiều thông tin chi tiết hơn, ông Austin nói. Tuy nhiên, vài ngày sau, trong cuộc trả lời phỏng vấn với PBS, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói rằng quyền tấn công mở rộng tới bất kỳ nơi nào các lực lượng của Nga vượt biên từ phía Nga sang phía Ukraine để cố gắng chiếm thêm lãnh thổ. Theo quan điểm của Ukraine, chính sách này khá rõ ràng. Ông Dmytro Klimenkov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm của Ukraine, nói. Ông từ chối bình luận về việc liệu chính sách có nên nới lỏng hơn hay không. Khi nói đến các cuộc tấn công tầm xa, cụ thể bằng ATACMS, chính quyền Tổng thống Biden đã vạch ra làn danh đỏ. Mỹ muốn Ukraine tập trung vào đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Việc ngăn Ukraine tấn công xa hơn vào Nga buộc Ukraine phải tập trung vào điều mà các quan chức Mỹ gọi là những cuộc cận chiến quanh Kharkov và những khu vực khác trên tiền tuyến. Ngoài ra còn có một yếu tố leo thang khác. Nga là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và từng đe dọa sử dụng những vũ khí này nhiều lần trong suốt cuộc xung đột, mặc dù điều đó chưa xảy ra.
Chính quyền Nga cũng có thể khiến Mỹ và đồng minh đứng ngồi không yên nếu hỗ trợ các nhóm chiến đấu nhắm vào các lực lượng của Mỹ hoặc tấn công hạn chế vào các thành phố châu Âu. Mối lo ngại về một cuộc xung đột sâu rộng hơn đã ảnh hưởng đến các chính sách của Tổng thống Biden. Tuy nhiên, mối lo ngại đó đã thay đổi khi Lầu Năm Góc hiểu rõ hơn về ý định leo thang thực sự của Nga. Tướng Mỹ Brown cho biết trong một hội nghị bàn tròn hồi tháng 3 rằng nguy cơ leo thang không cao như lúc bắt đầu xung đột. Theo thời gian, bạn sẽ hiểu nhiều hơn một chút. Trên thực tế, Ukraine đã nhận được nhiều vũ khí có khả năng hơn và nhiều quyền hạn sử dụng chúng hơn. Phải đến tháng 3, chính quyền Tổng thống Biden mới cung cấp cho Ukraine tên lửa Atlas tầm xa. Nước này đã sử dụng chúng để tấn công vào các hệ thống phòng không tại bán đảo Crimea. Khả năng Ukraine tấn công các tài sản của Nga ở Crimea đã khiến Nga phải tái cơ cấu lực lượng ở đây, chuyển phần lớn lực lượng hải quân của mình ra xa hơn. Chuyên gia Barros tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, người ta có thể hình dung ra một động thái tương tự ở nơi khác nếu lệnh cấm các cuộc tấn công tầm xa vào Nga được dỡ bỏ. Chẳng hạn, Nga có thể buộc phải triển khai các hệ thống phòng không và phương tiện tác chiến điện tử ra xa nhau hơn. Nga cũng có thể gặp khó khăn trong việc tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, dù hiện nay các máy bay ném bom của Nga vẫn đặt tại các sân bay nằm ngoài tầm bắn của đối phương. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.